anh tặng 999 triệu là để anh thích số 9, anh mang em và tình trở tình cảm vợ chồng em là Trường Cửu và tất cả những cái gì những người anh em của em, những người thân mến của em là Trường Cửu. Thế là anh chúc vợ chồng em hạnh phúc. À, tức là như thế cho nên là anh đã bớt lại 1 triệu đấy đúng không? Đường lập thân lập nghiệp của Hải Idol. Thông qua để có thể nói là xong xét các phần quà ngày hôm nay và quý vị chúng ta lưu ý là chúng ta cùng nhanh chóng di chuyển đến sân khấu ạ. Chúng tôi xin phép được mời các phần quà sau đây ạ. Xin được mời phần quà của cậu Ngậm là em Phúc. Xin mời phần quà của bạn Văn Tiến là nhân viên của công ty. Xin mời các cô các chú của thôn Tân Triều. Xin mời phần quà của chị Ngọc Thường sẽ dành tặng cho em gái. Xin mời em Đạt, em Đạt Trang. Phần quà của chị Thủy, phần quà của vợ chồng anh Thức, chị Dương. Phần quà của chị Thương, phần quà đến từ hội đồng niên, phần quà đến từ gia đình em Hội Hiền, bạn Ngọc Sơn đồng niên với Hải Idol. Và phần quà này sẽ anh Dũng sẽ thay mặt cho bạn Ngọc Sơn để tặng. Và xin mời phần quà của vợ chồng anh Bắc và chị Hợp Phương. Xin mời phần quà của vợ chồng anh chị Ngọc Hương. Phần quà của bạn Cường AMT. Xin mời em Lộc CEO. Xin được mời anh chị em nhân viên của công ty thời trang Nam Long, em lên đi. Xin mời ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và tại sao mà Tuấn Ngọc và Kỳ Duyên phải giới thiệu chung như thế? Bởi vì ngày hôm nay quý vị hoan hỉ cho chúng tôi được biết rằng có rất nhiều các anh, các chị, các bạn và các em muốn tặng quà cho Hải Idol và Thảo Von. À, chính vì vậy chúng tôi xin phép được gửi một lời giới thiệu chung và tất cả chúng ta khi nghe thấy quý danh của mình thì quý vị hãy vui lòng khẩn trương tiến về sân khấu để tặng quà và chúc phúc cho cô dâu chú rể. Và chúng tôi tin chắc rằng ngày hôm nay cô dâu chú rể muốn gửi thật nhiều những lời biết ơn trước những món quà rất ấm áp, những tình cảm rất tuyệt vời mà cô chú anh chị em bạn bè của Hải Idol và Thảo Mon ngày hôm nay dành tặng cho cô dâu chú rể. Xin được cảm ơn rất nhiều.
Xin chào tất cả mọi người có mặt tại ngày vui của Em Hải Idol hôm nay. Lời đầu tiên cho Huấn Hồng xin gửi lời cảm ơn thay mặt Em Hải, cảm ơn tất cả mọi người có mặt tại đây rất là đông đủ. Lời thứ hai thì xin Huấn Hồng xin chúc cho hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc, chẳng biết gì cả. Lời thứ ba cho anh xin lỗi là mọi anh bán được thêm cái xe đắt quá. anh nói trêu thôi, thì anh không nghĩ là các em không mặc cả. Anh thấy bây giờ là cũng rất ân hận là bán nó đắt quá. Cũng nói thật là Em Hải là mua chứ không thuê, cũng không có xin của mình một gì nào cả. Mình bán bao nhiêu tiền thì Em Hải giả bấy nhiêu tiền. Thì cũng rất là, về từ hôm ấy anh cũng rất là khó nghĩ đấy. Chỉ có cái là bán đắt quá thôi. Thế hôm nay hai vợ chồng thì
Anh thấy xuống đến đây thì thấy em tổ chức một cái đám cưới này, như anh với vợ anh cũng đang rất là ước mơ. Thấy tất cả bà con ở đây rất là yêu quý, thấy mọi thứ ở đây rất là tuyệt vời. Và thấy Hải, vợ chồng Hải ấy, có rất là nhiều người anh em thân thương. Thì hôm nay thấy tổ chức như này thì anh cũng làm kinh tế, anh tính toán cũng sợ là em nào vừa, em tổ chức thì nó lại quá lỗ nhiều quá. Thì các bọn anh là ra ngồi mõm đi đâu cũng dẫn theo vài người, sợ là nó quá cỗ, sợ là em lỗ. Thế thôi bây giờ xuống cái tặng quà thì bây giờ tặng mấy cái tặng quà thì bây giờ thôi. Xin phép là anh vợ chồng anh cứ tặng em bằng tiền nhé. Nhỡ đâu không may em có lỗ thì em còn có cái để em bù. Nhưng anh tặng này anh nói trước là sang năm mình cưới nha. Sang năm mình cưới là phải gấp đôi nha. Có gấp đôi không? Ok. Ok. Đề nghị anh em chọn cái nhạc tặng quà họ thôi. Vâng. Rất nhiều người là này lưu ý là sang năm anh mừng cưới nhá. Thực ra là tặng như này cũng chỉ là hình ảnh thôi, đằng nào sang năm mình cũng cưới. Đây gửi em thôi, phải nói trước là gửi. Anh tặng 999 triệu là để anh thích số 9. Anh mang em và tình trỏ, tình cảm vợ chồng em là trường cửu. Và tất cả những cái gì, những người anh em của em, những người thân mến của em là trường cửu. Thế là anh chúc vợ chồng em hạnh phúc. À, tức là như thế, cho nên là anh đã bớt lại 1 triệu đấy đúng không ạ? À, tức là 999 triệu. Xin được cảm ơn món quà rất ý nghĩa của anh Huấn. À, và bây giờ thì chúng em cũng rất muốn nghe anh Phú Lê cũng sẽ có một vài lời gửi đến người em của anh trong ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho con Phú Lê xin gửi lời kính chúc sức khỏe tất cả ba mẹ và tất cả những vị khách quý có mặt trong buổi tân hôn của em Hải Idol ngày hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng. Như mọi người cũng đã biết rồi, em Hải Idol là một người rất là đáng yêu. Đối với Phú Lê, em Hải Idol rất là chịu khó, thương vợ, thương con. Và qua đây cho anh xin gửi lời chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc, sống là phải biết yêu thương, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão em nhá. Có được không? Em có giữ một lời hứa với Thảo Hoa không? Em hứa. Anh nhận em này em. Và anh cũng có một món quà nhỏ nhỏ thôi. Cái món quà thì nó không mang ý nghĩa cao cả. Mà cái cao cả ở đây là vì anh và tất cả những người bạn của em và tất cả ba mẹ và những người xung quanh đây, đó là một món quà rất là vô giá và lớn lao. Và qua đây thì cho Phú Lê cũng thay mặt em Hải Idol cảm ơn ba mẹ, các anh chị và những người bạn thân quen em Hải Idol đã đến chung vui quá là hạnh phúc. Và đây thì anh xin chúc phúc cho Hải Idol. Xin được cảm ơn anh Phú Lê một lần nữa. Còn một người anh đã vượt một chặng đường tương đối là xa đúng không ạ? Từ nơi mà có mây bay ngang chân người. Vâng thưa quý vị, anh Hải Sapa, một nhân vật mà Tuấn Ngọc tin chắc rằng tất cả chúng ta đều rất là yêu mến. Và những gì mà anh đã chia sẻ với cộng đồng vào ngày hôm nay thì anh cũng có mặt tại đây, anh cũng sẽ chia sẻ một vài lời để chúc mừng cho em trong ngày hôm nay. Xin mời anh ạ. Xin chào tất cả mọi người. Anh thì không có biết nói chuyện mấy nên là chỉ có một câu thôi. Anh em mình đều tên là Hải và đều có những người vợ rất là tuyệt vời. Hy vọng là hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Con ăn cháu đấm. Hôm nay thì anh chị từ trên bàn xuống thì cũng có một chút quà nhỏ nhỏ thôi tặng hai vợ chồng. Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc nhá. Cảm ơn cả mọi người. Sao cái việc tặng quà nó lại như thế này? Vâng, quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng chọn lại.